mờ, có một thứ rất chắc chắn, đó chính là tri thức. Em thấy là ở đâu thì nó cũng vậy, mà miễn là mình được ở cùng với gia đình của mình, được đi học, được đến trường, như vậy là rất là hạnh phúc rồi. Vì niềm vui hạnh phúc của con, người làm cha mẹ nguyện hy sinh cả cuộc đời tần tảo. Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn hôm nay rộn ràng chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp. Việc chủ động mời các cơ sở đào tạo về trường giúp học sinh nắm sát, hiểu rõ hơn nhu cầu tuyển sinh trước thềm đại học. Nghe thông tin tổ chức, Thanh Duy và các bạn tham dự để tiếp cận nhiều thông tin bổ ích. Mới ngày nào bước vào trường Trung học Phổ thông nhiều bỡ ngỡ. Giờ đây, em biết chuẩn bị hành trang cho tương lai của mình. Đứng trước nhiều sự lựa chọn, em biết mình phải quyết định sớm để làm mục tiêu phấn đấu. Chọn đúng ngành, chìa khóa mở cửa tương lai. Em chăm chú lắng nghe, định hướng đúng để chọn ngành nghề gắn với nhu cầu đào tạo và việc làm. Ai cũng có những ước mơ cho riêng mình, nhưng với Duy, sự lựa chọn ấy còn phải phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của gia đình. Ước mơ của em là được đặt chân vào giảng đường đại học. Thì nhìn các anh chị 12 đang được lựa chọn được cái ngành nghề yêu thích của mình thì em cũng rất là nôn nao cho đến lượt của mình. Còn một năm 12 nữa và em sẽ cố gắng hoàn thành tốt cái việc học ở trên trường để đạt được cái mục tiêu là đặt chân vào đại học, học được cái ngành nghề mà em yêu thích. Em tin là bản thân mình có thể làm được. Định hướng ngành nghề từ sớm nên Thanh Duy ý thức phải cố gắng học tập nhiều hơn. Lớp 11 A4 theo khối tự nhiên, các bạn có tư duy nhanh nhạy, năng lực học vượt trội. Chàng trai đây là một trong những gương mặt nổi trội của lớp, nhất là ở môn toán sở trường. Chương trình giáo dục mới đòi hỏi giáo viên năng động, sáng tạo qua những bài giảng ứng dụng công nghệ thông tin. Học sinh được tham gia xây dựng bài qua nhiều hình thức, vì vậy tạo được sự hứng thú và tập trung. Thanh Duy và các bạn hào hứng khám phá tri thức thông qua việc học nhóm và giải các bài tập theo yêu cầu. Ở phần thuyết trình, em luôn trình bày lưu loát, lập luận chặt chẽ, thể hiện sự am hiểu và nắm vững kiến thức, hăng say với những bài tập khó. Vì tích lũy nhiều kỹ năng giải toán nhanh và hiệu quả, phục vụ cho những kỳ thi quan trọng. Khơi gợi được niềm yêu thích, nên Duy thấy mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Em Duy thuộc cái top đầu ở trong lớp. Em cũng có cái học lực giỏi và có tham gia hoạt động phong trào tốt. Đối với môn toán thì em Duy thuộc cái dạng học sinh giỏi môn toán. Những cái bài toán khó thì em Duy có thể là thực hiện được. Và điểm số của em Duy cũng khá cao, trên 9 chấm á. Với cái những sự nỗ lực của em từ đầu tới giờ thì tôi tin tưởng là Duy sẽ có thể đậu được đại học và có thể học được một cái nghề như mong muốn. Thầy cô, bạn bè đặt nhiều kỳ vọng và quý Thanh Duy bởi tinh thần vượt khó. Chung màu áo trắng, em và các bạn có cùng niềm khát khao học tập. Dẫu phía sau mỗi người là những câu chuyện riêng về hoàn cảnh. Trong vòng tay bè bạn, Duy là một chàng trai qua đồng, có năng lực học tập. Ở nhóm bạn thân này, mỗi người có những sở trường khác nhau. Làm việc nhóm giúp các em nâng cao năng lực tự học, cùng nhau tiến bộ. Rồi mai này, mỗi người một ngã rẽ, nhưng sẽ nhớ mãi về nhau như kỷ niệm đẹp dưới mái trường. Thông qua cái sự mà tương trợ lẫn nhau thì tụi em đã cùng tiến bộ rất là nhiều. Bằng chứng là cái điểm của tụi em đã tăng cao so với là lớp 10. Thì bạn Thanh Duy ngay từ đầu thì bạn nó cũng là một người phải gọi là bình thường. Nhưng mà sau một thời gian thì có thể thấy rõ được là bạn Thanh Duy đã rất là cố gắng để mà có thể vươn lên. Thành tích học tập của bạn đó thì càng ngày càng cải thiện thêm, thì cái điều đó em thấy là ngưỡng mộ bạn đó. Thanh Duy thì học rất là giỏi cái môn toán. Khi mà những cái bài tập khó mà cô đưa thì em, khi mà em suy nghĩ hết được khó quá thì em sẽ hỏi bạn Thanh Duy
thì bạn sẽ đưa ra cho em những cái giải pháp để mà giải quyết được bài đó. Bạn không hẳn là bạn chỉ em, nhưng bạn chỉ gọi là đưa ra cho em cái hướng giải, thì lúc đó thì em sẽ dễ hiểu bài hơn và tiếp thu bài nhanh hơn. Em nghĩ cái việc mà học từ bạn nó cũng là một cái điều tốt, tại vì đôi khi thì mình sẽ không thể nào hỏi trực tiếp giáo viên một số vấn đề, mà bạn bè thì mình có thể trao đổi một cách dễ dàng và thuận tiện hơn. Em sẽ học chăm chỉ hơn, cũng như là tìm hiểu và trau dồi thêm. Dạ, đặc biệt là ở những cái bạn mà có thành tích cao hơn thì em sẽ cũng như học hỏi và trao đổi nhiều hơn để giúp mình có thêm được những cái trải nghiệm mới. Chợ nổi Ngã Bảy nức tiếng một thời bởi bề dày lịch sử hơn 100 năm và không khí mua bán nhộn nhịp nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng theo thời gian, giờ đây những hình ảnh chỉ còn trong ký ức. Không còn trao đổi mua bán trên sông, nông sản được người dân các vùng lân cận tập kết tại bến 3000 gần khu chợ nổi trước đây. Theo xe tải, hàng hóa được phân phối tiêu thụ ở nhiều tỉnh trong khu vực và thành phố lớn. Cũng nhờ vậy, những người làm nghề bốc vác như anh Dành có việc thường xuyên. Mỗi ngày bến lên hàng cho vài chục xe tải. Anh và gần chục nhân công túc trực vác trái cây. Cuối ngày, tiền công được chia đều theo đầu người. Những hôm hàng nhiều, anh kiếm được từ 150 tới 200 ngàn đồng. Số tiền không lớn, nhưng giờ có việc làm mỗi ngày nên anh quyết định gắn bó lâu dài. Thương cha vất vả nên từ năm lớp 7 Duy tập tành ra đây vác trái cây phụ cha và các bác. Mấy năm nay do việc học nhiều nên chỉ đến phụ vào ngày nghỉ. Riêng hè em có mặt thường xuyên hơn. Số tiền kiếm được Duy dành hết cho việc học của mình. Anh em Duy càng lớn, chi phí học tập càng cao, đùi dài người cha thêm nặng. Nhưng anh Dành không chút thở than, vẫn bền bỉ qua tháng ngày, mong sao có được nguồn thu nhập ổn định. Đồng hành cha, em thương những nhọc nhằn và càng trân quý cơ hội được đến trường. Chứ họ giờ ra ngoài ta làm trình độ được không, còn mình không biết chữ thì mình chỉ làm cái nghề bốc vác này thôi, cái bình thường vậy thôi, chứ còn mà đi chỗ khác người ta đâu muốn. Bây giờ vô công ty nó cũng cần trình độ đâu không à, còn mình thì ở đây làm nói chung có sức khỏe mình ra mình làm chứ. Thì mà đời mình thì bây giờ đã nó dốt rồi, giờ gán làm cho con cái nó học, sau này nó lỡ bản thân của nó. Thì sự là công việc nó rất là nặng. Cái bữa đầu tiên thậm chí là em bụng bụng tay chân tới đó em không ăn nổi. Nhưng mà dần dần thì em cũng quen. Công việc của cha thì nó rất là nặng, cha làm thì nó rất là cực. Ngày vậy thì kiếm nó cũng không có nhiều tiền, nhưng mà cha là làm rất là nhiều mà không có than. Mục đích thì cũng là muốn em được ăn học đàng hoàng. Ra đây làm với cha thì em ý thức hơn được là tiền thực sự rất là khó kiếm. Và em nghĩ là em là cần phải tiết kiệm hơn, phải sống yêu thương cha mẹ hơn và cố gắng học tập hơn. Vẫn thường nghe cha nói nhiều về sự thiệt thòi khi thất học, nên Duy không dám lơ là, càng cố gắng tự lập để cha mẹ yên tâm đi làm. Trong gian bếp nhỏ, những bữa ăn đơn giản được em khéo léo chuẩn bị. Tự nấu ăn, chủ động học tập, Duy và em trai luôn là niềm tự hào của mẹ cha. Căn trọ chưa đầy 20 mét vuông này là chốn đi về của gia đình 4 thành viên nhiều năm qua. Sinh ra rồi lớn lên đều ở nhà trọ, nên Duy và em trai luôn khát khao có một mái nhà như bao gia đình khác. Nhưng càng lớn, em càng hiểu, ước mơ ấy với gia đình mãi chỉ là ước mơ. Ban đầu khi mà sống ở đây thì cái việc học tập của em nó bị trì trệ một chút, tại vì cái không gian ở đây nó hơi ồn và hơi chật hẹp, làm cho cái việc mà tiếp thu bài của em thì nó bị chậm đi.
Nhưng mà dần dần thì em thích nghi được với những cái môi trường xung quanh đó. Thường em sẽ lựa những cái khung giờ mà yên ắng nhất để em tập trung cho việc học của mình. Ba mẹ làm lụng nó đã rất là vất vả rồi, và những cái số tiền đó của ba mẹ thì nó đổ vào cái việc học của em, cho nên là không thể nào tập trung để có được một căn nhà riêng. Dần dần thì em chuyển sang cảm thấy rất là may mắn, tại vì em có một người ba, một người mẹ đã luôn hết lòng vì em mà không hề có một cái lời than vãn nào cả. Vượt qua nhiều khó khăn, bất tiện trong không gian chật hẹp này, những tấm giấy khen học sinh giỏi mang tên Nguyễn Thanh Duy vẫn nhiều thêm qua từng năm học. Bí quyết của em đến từ sự tự học. Em dành nhiều thời gian nghiên cứu bài giảng trên Internet và các dạng bài tập nâng cao để làm phong phú vốn kiến thức. Đối với lý thuyết, Thanh Duy tóm gọn trong sơ đồ nhánh cây rồi nắm ý chứ không thuộc lòng. Kiến thức ngày thêm khó và nhiều nên Duy không dám lười nhác, bởi em biết ngoài kia cha mẹ em phải vất vả mưu sinh. Chị Mai Trinh làm công nhân may cách nhà trọ gần 20 cây số. Vợ chồng đều thu nhập thấp nên chị tằn tiện gói ghém đủ thứ để dành tiền cho hai con đi học. Vợ chồng chị cũng từng có công việc ổn định ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng vì muốn thuận lợi cho việc học của con nên bồng chồng nhau về quê sinh sống. Gia đình hai bên đều khó khăn nên mười mấy năm nay anh chị vẫn chưa có mái nhà riêng. Cuộc sống còn đó nhiều lo toan, nhưng niềm vui và hạnh phúc vẫn đầy ắp trong căn trọ này. Ước mơ thì cũng ước có một cái nhà để cho nó con nó vui, gia đình cũng hạnh phúc, nhưng mà đều không có biết chừng nào luôn. Tại vì giờ nếu mà mình lấy cái đồng tiền được làm bao nhiêu đó đó, mình để dành mình mua miếng đất mình cất nhà thì không có còn tiền gì để lo cho con hết. Rồi con mình sẽ thất học giống như mình thì cực khổ này nọ, tội nghiệp thì thôi chứ không có dám mơ tới. Ở chật chội một chút nhưng mà xúm xích gia đình vui vẻ là được rồi. Con nó học lên càng lớn thì tiền nó tốn càng nhiều, nhưng mà bây giờ thì cố gắng làm thêm. Tại ảnh làm ở đó, ví dụ như thời gian mà đồ không có, ai có muốn chở gì ảnh cũng chở luôn. Có nhiều người bạn đi làm chung, người ta than thở con người ta học không lo này thiếu cái kia, không có quan tâm việc học, lười học rồi đó, mà con mình được vậy là mừng lắm. Cho nên nghĩ tới con mà cứ có động lực thì làm tiếp. Hạnh phúc nào bằng khi có cha mẹ chở che. Có lẽ vì vậy mà Thanh Duy luôn thấy mình may mắn. Biết đủ là hạnh phúc, nên dẫu còn đó nhiều khó khăn, chàng trai này vẫn lạc quan vui sống. Sự tự tin của em tựa như những đường bóng dứt khoát và vút cao. Dựng bước tương lai khi có mẹ cha đồng hành, có tri thức mở lối, Thành Duy sẵn sàng chinh phục ước mơ trên giảng đường đại học. Trong hành trình tôn vinh nghị lực đồng bằng, học bổng Qua Lúa có nhiều lần đến với trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, thành phố Ngã Bảy. Mỗi nhân vật của chương trình đều để lại ấn tượng tốt đẹp về khả năng học tập lẫn câu chuyện cuộc sống. Giúp Thanh Duy càng tìm hiểu về em và gia đình, chúng tôi khâm phục ý chí vươn lên. Trong nhiều khó khăn của cuộc sống, sự học vẫn được ưu tiên, dung bồi. Sự cố gắng ấy được đền đáp bằng suất học bổng trị giá 20 triệu đồng đến từ nhà tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang. Ghi nhận em là thành viên của ngôi nhà Qua Lúa, giám đốc đài phát thanh và truyền hình Hậu Giang tặng giấy khen tham gia chương trình. Nhân lên niềm vui là những món quà ý nghĩa đến từ ban giám hiệu trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn và giáo viên chủ nhiệm. Thay mặt cho nhà trường, một lần nữa cảm ơn đài truyền hình Hậu Giang cũng như là công ty xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang đã có một cái suất học bổng hết sức ý nghĩa, tức là cái động lực để giúp cho Thanh Duy
phấn đấu trong cái thời gian tới. Đầu trường sẽ gửi những cái hồ sơ của những em học sinh có cái hoàn cảnh khó khăn, thì nếu đủ chuẩn thì cũng mong đài truyền hình cũng như công ty sổ số Kiến Thiết Hậu Giang tạo điều kiện giúp đỡ cho các em. Với quỹ học bổng khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm, học bổng Qua Lúa luôn tìm kiếm những học sinh xứng đáng để giúp đỡ, có sự hỗ trợ kịp thời từ phía nhà trường. Chúng tôi mong làm cầu nối chắp cánh cho ước mơ học trò bay cao, bay xa.